chiều chiều đẹp. Buổi đẹp. Trời đẹp đẹp nha. Sáng trời nay đẹp. Đèn này nó chờ phải hơn một phút, chờ bình thường là hơn một phút là nó mới đi. Nhiều nơi nó hơn một phút, nhiều nơi là 2 phút. Xã Mỹ nó đẹp thật, đường to, đường nó to đúng luôn. Cây nó đang trổ bông đó. Đang trổ nằm bút với trổ đều đều đẹp lắm. Mùa này là nó chớm rồi, hoa chớm nở. Đi buổi chiều mới nhìn thấy chứ buổi này nó tối quá. Nhiều đến lúc đó là hoa khác nó lại mình nở ra. Hoa này là hoa màu trắng. Có hai đường về, đường nãy là đường đường dẫn. Đấy cá cả. Giá nó ở dưới. Giá nó theo cái bảng đó. Đây này. $14.98 Đây này, $14.98 14 đồng 98.
Fountain Frangici. Quá trời hoa. Mùa này quá trời hoa luôn. Quá trời hoa đẹp. Hoa thực dược, hoa hồng, hoa này có nhà mình làm quá trời đẹp luôn, làm một đường hoa luôn. Mùa hè, mùa không xuân. Cây này chúng pháo đâu, trồng thôi nó đỡ từ mùa. À đúng rồi, cây kiểu hoa 10 giờ rồi. Làm không để ý trời nó đẹp vậy. Trời mùa xuân đẹp thật. Từ cái chỗ mà demo bên đây cây thuốc là khoảng 5 phút nữa. Đường hôm nay đẹp, mặt trời đẹp thật.
phải